Chào mọi người, cái video tiếp theo này thì mình sẽ lấy cái motor không chổi than và mình sẽ mô phỏng cái thí nghiệm của một cái hoạt động, đó chính là phanh tái tạo của những chiếc ô tô trên thị trường ô tô điện bây giờ các bạn. Đó, thì nó sẽ chính dùng bằng chính cái điện phát ra của cái động cơ làm cho cái xe ô tô đi. Thì khi mà chúng ta không đi nữa, chúng ta đạp chân phanh thì nó sẽ lấy lại cái lượng điện chúng ta đã đạp ga để nó cái bánh xe nó đi rồi các bạn nhé. Thì khi chúng ta đã không cần muốn cái xe di chuyển mà chúng ta muốn cái xe nó dừng lại thì chúng ta sẽ thu hồi lại cái điện áp đó, thì chính đó gọi là cái phanh tái tạo. Và nếu như cái phanh này thì mình cũng có thể áp dụng trên những cái chiếc xe ô tô tự chế hoặc là trên những cái chiếc xe đạp điện hoặc là xe máy điện bây giờ các bạn. Đó, nó có thể phanh mà không cần sử dụng bằng cái má phanh nha các bạn. Có nghĩa là không sử dụng bằng cơ học mà nó sẽ phanh bằng từ trường. Có nghĩa là những cái chiếc xe đạp điện hoặc những cái ô tô điện đó nó đều sử dụng với cái công nghệ motor là 3 pha không chổi than, tùy theo công suất lớn nhỏ thôi, kể cả là những chiếc xe ô tô điện bây giờ các bạn. Đó. Thì cái nguyên lý hoạt động của nó thì chúng ta sẽ hình dung như này, với tất cả những chiếc motor 3 pha không chổi than thì khi mà nó xoay vòng, có nghĩa là nó quay được như thế này là nó sẽ phát ra điện. Một là chúng ta cấp điện áp vào qua cái mạch điều khiển, ví dụ như là cái mạch ESC cho xe đạp điện như thế này các bạn, thì nó sẽ điều khiển cho motor chạy. Thế nhưng nếu như chúng ta không cấp điện áp vào cho nó chạy nữa, mà khi nó đang chạy rồi chúng ta nhả chân ga ra, thì nó cũng sẽ phát cái lượng điện ngược lại cái bình ắc quy, hệ thống pin của các bạn. Thế nhưng mà cái lượng điện nó phát ra thì nó sẽ thấp hơn so với cái lượng điện mà chúng ta cung cấp vào. Ví dụ như là cái lượng điện mà chúng ta cung cấp vào là 48V, nhưng khi chúng ta nhả chân ga ra thì nó chỉ có khoảng tầm 30V thôi chẳng hạn. Như vậy thì nó sẽ không thể nào mà sạc lại được cho pin của các bạn. Và muốn sạc lại cho pin của các bạn thì chúng ta sẽ cần phải có một cái hệ thống, đó chính là khi nhả chân ga thì nó sẽ phải bót cái nguồn, khi mà bót cái nguồn ấy của cái motor này nó đang chạy này. Ví dụ mình đang chạy với vận tốc như này, nó giảm dần đi các bạn nhé, thì nó chỉ đạt được khoảng tầm 30, 20, 10V, nó giảm dần đi. Và nó sẽ bót cái điện áp thấp đấy lên một cái điện áp cao để nạp đủ cho cái hệ thống pin là 48, thì nó sẽ cần cái điện áp là khoảng tầm 55V. Đó, thì đây là một cái nguyên lý có thể nói là cơ bản của cái hệ thống phanh tái tạo của ô tô điện bây giờ. Còn ở đây thì mình sẽ không sử dụng với cái hệ thống đó, bởi vì là cái nhu cầu đi, ví dụ như cái xe tự chế, xe điện tự chế hoặc là trên các cái xe đạp điện, xe máy điện thì nó không quãng đường di chuyển không nhiều, cũng như là cái số lần chúng ta đạp cái chân phanh có thể là ít hơn. Vì vậy mà chúng ta lấy lại cái lượng điện nó không đáng kể bao nhiêu. Và chúng ta không cần phải đầu tư một cái hệ thống gọi là phanh tái tạo làm gì. Nó phức tạp hóa cũng như là nó có thể tốn kém. Thế nhưng mà nó có một cái điều chúng ta có thể ứng dụng được đối với là các cái hệ thống như ví dụ như là xe đạp điện, xe máy điện hay là xe tự chế điện chẳng hạn, như của mình cũng có. Thì chúng ta sẽ ứng dụng theo kiểu là làm cái phanh. Và cái phanh nó cũng rất là hay, đó chính là nó sẽ không sử dụng bằng má phanh, không sử dụng bằng cơ học vật lý, mà nó sẽ phanh bằng từ trường. Thì ở đây mình sẽ mô phỏng cho các bạn hình dung dễ hơn. Đây các bạn có thể thấy rằng nếu như chúng ta không làm chập từ của cái motor này, chúng ta sẽ xoay nó sẽ có một cái độ trơn rất là trơn như này. Nhưng nếu như chúng ta sẽ chập hai trong 3 pha hoặc cả 3 pha thì cái motor này chúng ta sẽ gần như không xoay được nữa các bạn nhé. Không xoay được nữa. Đây các bạn có thể thấy rằng rất là nặng. Nếu như chúng ta chập hai trong 3 pha thì nó sẽ có hiện tượng là quay bị sật. Đó, quay bị sật. Còn nếu như chúng ta chập cả 3 pha hoàn toàn thì nó mút một cái lượng gọi là nhất cao nhất của cái motor này bị chập, như các bạn có thể thấy này, rất là nặng luôn, chúng ta sẽ không thể nào mà xoay được, nó có một cái lực mà nó có quán tính như này. Đó, nó mút rất chặt luôn. Và bây giờ mình sẽ thử mô phỏng cho các bạn thấy rằng đối với một cái motor to hơn, các bạn có thể thấy này, đây là một cái motor cũng là loại 3 pha không chổi than. Và cái loại này nó có cái phần hộp số giảm tốc. Đó, hộp số giảm tốc. Thì các bạn có thể thấy rằng đối với nếu như mà nó chưa bị chập thì chúng ta có thể xoay cho nó quay được như thế này. Còn đối với khi mà chúng ta chập 3 pha thì chúng ta sẽ xoay rất là nặng luôn. Các bạn có thể thấy rằng nghiến răng nghiến lợi và cũng mới có thể xoay được nó như vậy. Thì chính cái nguyên lý này chúng ta có thể làm cái hệ thống phanh bằng từ trường, đó, phanh bằng điện thì cũng rất là hay. Chúng ta chỉ việc là khi mà chúng ta nhả cái
chân ga ra thì sẽ có một cái dơ le, nó sẽ đóng luôn cái hệ thống này chập chụm lại với nhau. Như vậy là đã tạo thành một cái bộ phanh và rất là hay rồi. Nhưng mà nó sẽ cần phải kết hợp với một cái hệ thống phanh cơ học vật lý nữa. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta phanh như thế này thì nó sẽ làm cho cái xe nó dừng đột ngột. Nó giống như dạng như là chúng ta cắm cái gì vào cái bánh xe cho nó dừng luôn đi các bạn. Nó cũng sẽ không tốt cho lắm và cũng không hay cho lắm. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ cần có một cái hệ thống phanh là đạp nó sẽ giảm dần dần. Và đến một cái ngưỡng nhất định cần dừng luôn. Có nghĩa là ở cái hành trình phanh chúng ta đạp hết cỡ thì nó sẽ mới đóng dơ le như này. Đó. Còn trên thực tế thì mình đã suy nghĩ đó chính là mình sẽ sử dụng bằng cái dạng phanh nó tạo ra cái địa áp là một chiều chứ không phải là xoay chiều. Địa áp 3 pha này khi các bạn xoay như này thì nó sẽ là ra xoay chiều các bạn nhé. Và chúng ta sẽ rất khó để mà điều chỉnh được cái dòng chập của nó ít nhiều bằng cái việc là chúng ta tạo thành một cái địa áp DC. Với địa áp DC thì chúng ta sẽ hoàn toàn có thể điều chỉnh được cái độ chập này của nó nhiều hay ít. Thì có nghĩa là cái bánh xe của chúng ta ấy, nó sẽ dừng, nó sẽ chạy chậm lại từ từ hay là nó chạy chậm hẳn lại. Đó, thì thông qua cái việc điều khiển, nó cũng giống như cái việc chúng ta điều khiển bằng cái hộp mà điều khiển này. Thì bây giờ mình sẽ thử mô phỏng cho các bạn thấy rằng cái xe này nó chạy, khi nó chạy, nó điều khiển nhanh chậm được. Và khi chúng ta không cấp điện áp nữa thì nó vẫn cứ phát ra một cái lượng điện ở cái phần cấp điện này đầu vào các bạn nhé. Với cái hộp điều khiển này thì mình đã mod lại cho nó chạy với điện áp là 12V. Còn nguyên bản của nó là 36-48V, công suất max là 350W. Khi mod xuống 12V thì nó sẽ còn khoảng tầm 150W gì đó. Đó, thì bây giờ mình sẽ cấp cái điện áp 12V vào này, phần âm dương này các bạn này. Và bây giờ mình sẽ cho motor chạy nhé. Đây các bạn có thể nhìn thấy nó chạy này. Giảm dần này. Và khi mà nó chúng ta nhìn thật nhanh, bây giờ thì mình sẽ cho các bạn thấy rằng khi mà chúng ta chập cái nhả cái điện áp này ra, tức là không cấp điện áp cho cái phần này cho motor chạy nữa, mà chúng ta sẽ lấy cái điện áp thu hồi lại bằng chính cái hệ thống, toàn bộ cái hệ thống này nó quay vòng các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy nhé, các bạn sẽ nhìn thấy này. Đó, các bạn thấy rằng nó sẽ phanh đột ngột luôn như vậy. Đây, và các bạn sẽ thấy này. Đó, dừng luôn này. Bây giờ mình sẽ không giữ nữa cho các bạn thấy rằng nó sẽ dừng đột ngột như thế nào luôn. Đây chính là cái hiện tượng nó sinh ra cái điện áp và chúng ta làm chập cái điện áp đó. Đó, các bạn thấy rằng cực kỳ mạnh luôn này. Rơi hết cả cái dây motor ra luôn. Đó. Như vậy thì khi mà chúng ta không muốn đạp cái chân ga nữa thì cái điện áp của nó vẫn cứ sinh ra. Khi chúng ta không đạp thì điện áp nó vẫn sinh ra bằng chính cái điện áp mà chúng ta đã cấp vào để cho motor nó chạy. Và nó sẽ giảm dần đi, gọi là quán tính chuyển động chậm dần đều. Đó, thì nó vẫn sinh ra điện. Và chúng ta không muốn thu hồi điện này bởi vì nó có thể là rất ít. Thì chúng ta sẽ làm cái hệ thống là khi mà nhả chân ga thì cái hệ thống này sẽ đóng với âm nguồn luôn, tức là đường dương này nó phát ra điện và đóng luôn với âm nguồn. Và đóng nhiều đóng ít thì nó cũng sẽ làm cho cái xe của chúng ta chuyển động nó chậm dần đi, hoặc là nó sẽ chần, hoặc là nó kiểu dừng luôn đấy các bạn. Có nghĩa là khi mà chúng ta chập hết cỡ thì nó là dừng luôn, còn khi mà chúng ta chập khoảng tầm 1/10 hay 2/10 hay 5/10 thì nó sẽ có hiện tượng là dừng nhẹ, giống như chúng ta đạp phanh mớm phanh nhẹ phanh ấy. Đó. Đó, các bạn thấy rằng nó sẽ tóe lửa như vậy. Đấy chính là phát ra điện. Còn nếu như chúng ta muốn thu hồi lại cái điện, giống như là những cái chiếc mà ô tô điện bây giờ nó đang có cái hệ thống phanh gọi là phanh tái tạo năng lượng, tức là thu hồi lại cái điện áp. Thu hồi lại điện áp là gì? Ở đây có nghĩa là khi mà chúng ta muốn thu hồi cái điện áp thì chúng ta phải cấp cái điện áp vào cho cái xe nó chạy các bạn. Cấp điện áp vào cho xe nó chạy này. Và chúng ta không muốn xe nó chạy nữa, chúng ta muốn xe dừng lại thì chúng ta sẽ muốn thu hồi lại cái điện mà nó đang cho cái motor nó chạy đó các bạn. Thì chúng ta sẽ lấy lại cái điện áp này để lắp lại chính cho cái phần pin cung cấp các bạn nhé. Nhưng mà tất nhiên nó không phải là đơn giản, bởi vì như này, nếu như các bạn dừng xe như này không đạp ga nữa thì nó cũng không thể nào lại được, bởi vì cái điện áp sinh ra thấp hơn cái điện áp cấp vào thì nó không thể nào có cái dòng sạc lại được các bạn. Muốn sạc lại được thì chúng ta cần phải có một cái mạch, ví dụ như ở đây
là khi cấp vào đây thì nó sẽ chạy, và khi chúng ta muốn tái tạo lại cái năng lượng thì chúng ta sẽ phải làm cái dưa le nhả ra. Đồng thời cái mạch bót nguồn lấy chính cái địa áp này phản hồi, bót nguồn và nạp lại cho chính cái bình này bằng cái cách là nâng cái địa áp lên cao hơn so với địa áp của cái bình hoặc địa áp của cái pin. Đó thì đây chính là cái nguyên lý phanh tái tạo. Và cũng như là cái video này thì mình cũng đang phân vân là không biết là có nên làm cái hệ thống phanh điện tử cho cái xe tự chế hoặc là cho những cái xe đạp điện, nó tránh bằng bài mòn những cái má phanh ấy, thì các bạn có thể rất là hay. Mà mình thấy rằng trên chiếc xe đạp điện thì không biết là trên thị trường nó đã có cái hãng nào làm chưa. Còn đối với các cái xe ô tô điện thì mình đọc các cái tin thông tin của nó thì hầu hết tất cả các cái xe ô tô điện đều có hệ thống phanh tái tạo, có nghĩa là nó sẽ lấy lại cái năng lượng mà chúng ta không muốn xe nó di chuyển nữa, có nghĩa là việc đạp phanh. Đó. Và cái nguyên bản cái nguyên lý của cái hệ thống này thì thực chất ra nó cũng rất là đơn giản thôi các bạn, như mình đã nói rồi, đó chính là cái motor của các bạn khi mà nó đang xoay thì nó sẽ phát ra một lượng điện, và nếu như chúng ta đấu chập cái lượng điện đó thì cái động cơ của bạn sẽ bó luôn. Mặc dù là motor của chúng ta chưa quay, chúng ta chập ngay từ đầu thì chúng ta cũng sẽ không thể xoay được, nó sẽ sinh ra hiện tượng dạng như chập từ với các bạn đó. Còn nếu như chúng ta muốn tái tạo lại cái năng lượng thì cũng rất là hay đó, như mình đã nói, nhưng mà cần thêm một cái mạch bót nguồn rồi một cái mạch xử lý làm sao cho nó phù hợp với đầu vào đầu ra thì chúng ta sẽ lấy lại được cái năng lượng. Và cái video này thì thực tế rằng mình chỉ nói về như này thôi, và những anh em nào chúng ta quan tâm về cái hệ thống như vậy, chúng ta có thể phần nào hiểu rõ hơn, đơn giản hơn, không phải là đọc theo kiểu báo chí giống như là các cái thông tin trên mạng đó, thì chúng ta sẽ hình dung dễ hơn. Còn cái video này thì thực chất là mình cũng đang có cái ý tưởng đó, mình đã nói mình muốn làm cái phanh thay cho cái phanh của cái bánh xe điện này. Bởi vì là cái hệ thống phanh mình vứt ngoài trời, nó mưa nó rất hay bị hỏng cái hệ thống cái má phanh đó, nó han gì nó sẽ kém ăn. Chính vì vậy mình muốn là mình phanh bằng cái như này, nên mình mới làm một cái video và cũng như là đăng lên đây. Một số anh em nào có cùng cái đam mê, cùng cái suy nghĩ thì chúng ta có thể hình dung, tư duy xem là có nên làm hay không. Còn cái video này thì mình sẽ kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.